luôn nha. Thì ngày hôm nay mình quyết định sẽ dẫn mọi người đến ăn một cái món rất là đặc biệt của quận 8 nha. Thì mình đang ở có mặt ở đường Trần Phú, quận 5. Thì nếu mà ai ở quận 8, quận 5, quận 6 thì chắc chắn biết con đường này là nổi tiếng cái gì đúng không mọi người. Thứ nhất là nhà tang lễ nè, bệnh viện nè, nhà xác nè. Đó, sau lưng mình đang là một cái nhà xác nè mọi người. Đó, nhà đại thể, dưới kia là nhà tang lễ An Bình nha. Rồi, bây giờ thì tụi mình sẽ đến địa chỉ là 409 Trần Phú để mà thưởng thức cái món xôi mặn ở đây. Thì người ta gọi là xôi nhà xác đó mọi người. Thì không biết là ngon không thì nó nằm bên kia đường á. Thì từ cái nhà xác này mình băng bên kia là cái chỗ bán xôi bên kia rất là đông nha. Người ta xếp hàng rất là đông. Hôm nay tụi mình về sớm nên là quyết định là sẽ ghé vào ăn thử nha. Thì bây giờ tụi mình sẽ qua bên đó ăn thử rồi sẽ mở ra review cho mọi người xem. Nếu mọi người thấy hay thì nhấn đăng ký ủng hộ tụi mình nha. Rồi chào đây nè, bên đường nè. Đây dễ nhận biết lắm nha, xéo qua bên khu nhà xác với nhà tang lễ An Bình nha. Xôi mặn 409 nè. Rồi. Rồi mình đã mua hai gói xôi mọi người, thì bên đó bán một gói 15.000 với một gói 20.000 hai giá, thì mình mua hai gói 20 nha. Đó thì bây giờ mình sẽ kiếm chỗ là mình mở gói xôi này ra ăn nha mọi người. Bây giờ xôi rất là nóng luôn, xôi lá chuối rất là thơm. Thì ở thành phố mình giờ kiếm cái loại xôi lá chuối này rất là hiếm nha, tại lá chuối mắc lắm. Bây giờ mình mới tìm được chỗ mua nè. Đây là xôi nhà xác nha mọi người. Đó, nhà xác trước đây nè. Đó, mình đang kiếm kế nhà xác. Bây giờ mình sẽ kiếm chỗ mình ăn, chứ ăn ở đây rất là ghê nha. Ok đi thôi nào mọi người. Rồi, mình về tới nhà rồi mọi người ơi. Thì hồi nãy mua xong thì trời nó cũng sập sập tối á, nên là đi ở ngoài á thì nó không có sáng nha mọi người. Nên là mình quyết định là mình mua cái gói xôi nhà xác này về nhà ăn thử nha. Rồi, bây giờ mình sẽ mở ra thử nha. Nhà mình hơi xa nên là cái lá chuối nó muốn quéo luôn nè mọi người. Bây giờ mình mở ra thử xem là bên trong như thế nào ha. Nghe mọi người đồn rất là nhiều luôn, mà hôm nay là mình mới được ăn á. Mình rất là thích ăn xôi lá chuối tại vì nó rất là thơm mọi người ạ. Rồi, giờ mình sẽ mở ra nha. Đó. Đây là gói xôi 20.000 nha. Ở đó người ta bán là 15.000 với lại 20.000. Thì mình mua hai gói 20.000 thì nãy anh Thắng đem về rồi. Đó, bây giờ mình sẽ quay cận cho mọi người xem ha. Đó. Thì xôi thì mình nhìn sơ qua có pate nè, có đậu phộng nè, rồi có lạp xưởng nè. Đó. Thì bây giờ mình sẽ ăn thử xôi coi như thế nào ha. Rồi, bây giờ mình lấy gói xôi mình ăn thử nha. Gói xôi mọi người. Bây giờ mình sẽ ăn thử cho mọi người, rồi mình sẽ review cái hương vị của nó như thế nào ha. Xôi rất là dẻo nha. Xôi rất là dẻo luôn, mời mọi người nha. Nó thơm mùi lá chuối mà. Xôi dẻo, thơm mùi lá chuối. Bây giờ mà mình sẽ sắn một chút có pate với là lạp xưởng thử coi. Pate lạp xưởng. Lạp xưởng nó rất là thơm luôn. Thì cái chỗ này á, ngày nào mình đi làm về mình cũng đi ngang á, lúc nào cũng thấy người ta xếp hàng rất là dài luôn. Cho nên mình về sớm nên là mình cũng ngủ một Thắng á, qua đây review gói xôi cho mọi người xem. Gói xôi 20.000 thì nếu mình nói ra thì nó cũng khá là mắc á mọi người. Nó có một chút thôi, nhưng mà chắc là do cái thương hiệu á, xôi nhà xác á mọi người. Nên là
Được rất là nhiều người ủng hộ ha. Hôm nay vắng mình ghé vào mình ăn. Nhưng mà xôi cũng rất là ngon, xôi dẻo mọi người ạ. Mình sắn một phần to là có trà bông, có lạp xưởng mọi người. Đó. Ngon quá. Rồi, nếu mà mọi người có dịp á, có dịp mà đi ngang qua quận 5 á thì nên ghé mà ăn thử không? Xôi nhà xác nha mọi người. Xôi nhà xác ở địa chỉ là 409 Trần Phú, quận 5 ha. Thì cái đường đó người 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 ta gọi là xôi nhà xác, tại chỗ đó nhà xác mà lúc mà mình quay mà cái đoạn mà mình mua á, cái đoạn mà mình quay review cho mọi người á thì mọi người có thể thấy nhà đại thể rồi, nên là người ta gọi là xôi nhà xác thôi, chứ thật ra nó cũng không có gì ghê hết đâu mọi người à. Nên là mọi người nếu thích thì có thể ghé mà ăn thử, lúc xôi nóng thì nó sẽ còn ngon hơn nữa. Là mình mua về nhà cũng hơi xa nên là nó hơi nguội nhưng mà xôi vẫn rất là dẻo nha. Giờ ngày hôm nay rất là vui vì chia sẻ được cho mọi người món ngon ha. Thì nếu mọi người thấy hay á, thì hãy nhấn vào cái nút đăng ký màu đỏ bên dưới á, ủng hộ cho mình ha. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục ăn nốt cái gói xôi này, thì gói xôi 20.000 xôi nhà xác ha. Thì hôm nay cũng đã quay cho mọi người xem tường tận cái gói xôi như thế nào rồi. Thì chúc mọi người thứ nhất là ngon miệng, và thứ hai là cùng trải nghiệm cùng với mình những cái món ngon nhất và những điều thú vị nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.